Đây và hiện tại bà con là cũng đang rửa ráy chân tay để chuẩn bị ăn cơm cô bác nhé. Ông nội chú trông sáng cũng ra xúc cầm buổi sáng. Đây chào trông đây cô bác nhé. Nào vào trong này xem là mọi người chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay là đông gần như hôm qua. Hôm qua các cháu nhỏ còn đông hơn. Hàng bên này để bảy mâm cô bác ạ. Hôm nay là đông quá ấy. Thì các cô bây giờ cũng mới bắt đầu nghỉ này. Mọi người cũng đang rửa chân tay. Ở đây thì làm việc không nghỉ trưa đâu cô bác ạ. Đây, thế nên là chiều 3 giờ là ăn cơm rồi. Tức là trưa về là xúc xúc ăn đấy. Mấy ít mèn mén kia mỗi người bát xong là chiều về là tầm 3 giờ. Phí mất đi một đĩa rồi. Mấy nhà xuống dưới này à? Tao phóng liều. À đây đây. Để giải bạt ăn dưới ăn cơm dưới này các bạn. Vì trên nhà nó quá là chật. Nào, chúng ta cùng sang bên này để xem là công việc của bà con hôm nay tiến triển được đến đâu. Cô và anh chị có thấy không ạ? Đây ạ, rất là nhiều nhé. Đây, hầu như là bột là hết rồi đấy các bạn. Lần này thì cháu bé dự định là làm cái nhà vệ sinh tự hoại cho gia đình của cháu Tú với cháu Trung. Cho nên là cái dự kiến vật liệu của cháu bé sẽ nhiều hơn các bạn ạ. Bởi vì mình xây nó tốn hơn ý. Tuy nhiên hôm nào chuẩn bị khởi công thì cháu bé cũng sẽ tham khảo cái mẫu ở nhà cho cô bác anh chị biết là như vậy đã được chưa. Nói chung là cũng phải tham khảo qua ý kiến của các cô bác có kinh nghiệm ấy. Đây nhá, cũng khá nhiều ạ. Bằng này thì cháu bé đoán là cũng hơn 1.000 viên rồi. Tuy nhiên là vẫn chưa hết được ở ngoài kia. Đây các cô đang về sau đây này. Yeah.
Thế này chính ra lại còn thoáng hơn nó nhiều ấy chứ anh Tủa. Nhảy từ trên kia xuống không? Gãy chân đấy anh ạ. Bị đổ đi mất một đấy rồi. Đổ mất một đĩa trên kia. Hai đĩa chắc kêu. Hai đĩa hay một đĩa? Hai đĩa thịt gà chắc kêu. À. Chắc là mất chạy đúng một sâu xuống không sao được. Bỏ lên. Rồi nó ra rồi mà. Cả khu tàu. Chúng nó biết rồi. Tàu nó rồi. Tay nó mở rồi. Vẫn còn thêm món của bác nhá, tuy nhiên là chưa ở đây chưa lấy xuống đây, còn canh rau xanh. Đúng mâm ăn trước thôi các bác ạ. Bởi vì là còn có các anh đi trở về sau nữa. Ở đây thì bà con không đợi nhau đâu. Cứ đủ mâm là ăn thôi. Đôi, hai, ba, bốn. Ăn đi anh em ăn đi. Tí em ăn sau một chút. Nó tao.
Đó, tua số là. À, bây giờ cháu bé sẽ lên bên trên kia để xem là bà con ở trên kia sắp xếp như thế nào rồi các bác nhé. Hy vọng là hôm nay không thiếu vừa đồ ăn. Chắc là không thiếu rồi bởi vì là cháu bé cũng lấy tương đối là nhiều rồi đấy. À, chúng ta vào bên trong này xem là mấy mâm trong này. Trên này và tiếp tục xem là có bao nhiêu nhà các bác nhé. Trên này như là còn hai nhà, một nhà bên em sáng nay nấu cơm bằng chảo ấy các bác. Canh à em bà? Thấy chưa canh ấy. Chè đeo cơ cua. Nghe vào ăn dưỡng rồi. Em lía giờ mới về đến đấy, đang rửa chân tay. Tay em bị làm sao kia, cứ ngấm ấy nước vào không ấy à? Tay nó, tay này. Thế rồi nhà bị là nặng không? Nó bị sâu mới. Cố đấy, cả cái in này các bạn. Dập à? Ừ. Vì có bị bẹt không? Đen à? Bị đen à? Vâng. À. Khi em cái gạch cho nó mấy cái dơ vào nó đẩy vào ấy. Gạch nó đẩy vào. Nào, đi về trong nhà chú Tủa xem có mấy mâm. Các cháu hôm nay được một ngày thỏa thích luôn các bác. Ông ạ, con chào anh. Đây là hai mâm thôi anh ạ. Trên này được hai mâm rồi. Nếu mà chưa người vẫn chưa ngồi nó đang làm. Đang về đúng không? Đúng rồi, đang về. Còn bên dưới kia mà, bên dưới kia, dưới nền nhà kia mấy mâm. À, để mâm kia các cháu nhỏ. Cái này giáo sang rồi. Làm gì lấy cái gì cho con ăn đi Lía. Lấy cho nó mình cho cháu miếng thịt. Bố mắng không thèm ăn à? Dỗi à? Lấy cho miếng thịt. Xấu hổ hay sao? Xấu hổ. Cho miếng thịt đi. Ăn đi. Nọ. Dỗi. Mày,
Để các cô vẫn ăn, có cô vẫn ăn mèn mén thôi nhỉ, không chịu ăn cơm. Em cũng thích ăn mèn mén. Thích ăn mèn mén hơn à? Mình đi làm như thế nào là thích ăn mèn mén hơn. À. No lâu hơn à hay sao? À. Đây canh các bác nhé. Ở dưới kia vừa là xách hai xô xuống rồi, bây giờ là còn trên này vẫn còn rất là nhiều lòng mề. Chú Tủa còn chăn lợn này tầm này. À cái này là cái bã rượu phải không? Ngửi thấy mùi bã rượu mà phải không? Chế cho chung một đứa. Chế cho chung một đứa. Này là canh nhá các bác nhá. Canh gà. Nào, mình về đây xem các cháu ăn cơm. Hôm nay là đại tiệc của cả bản này. Đây là những cái cháu mà theo mẹ thì nhà thì cả bố cả mẹ đi thì các con cũng về để ăn cơm luôn cô bác nhé. Tuy nhiên là mâm trong kia có lại không vào ngồi, lại thích cầm mỗi cháu một cái ra đây ăn như thế này. Lấy đi cô. Ngày đông ấy cô ạ. Vâng. Vâng, vâng, đúng rồi. Càng đông càng tốt cô ạ. Cháu chỉ sợ không có ai thôi, vâng, vâng. Đi rất là nhiều bản còn cái gì cũng phải thuê hết đấy. Vâng. Vâng, vâng. Bà con ăn cơm dưới này rất là đông này các bác. Tuy nhiên là vẫn còn chưa đủ ấy. À, còn một số người là đi
hiện tại ấy là lấy ở ngoài kia, bây giờ vẫn chưa về về nhà. Đó là chút tuổi trên cơm à, ngồi về ăn cơm đi. Chưa đủ mâm phải không, đang đợi mâm rồi. Vẫn còn nhiều người là chưa về đủ, chưa về. Đây còn 4 mâm. Trời ơi. Cơm được bằng bao à? Dạ là tí em ăn sau anh cứ ăn đi. Đấy, bảo sao là mấy bao gạo vẫn chưa đủ quá. Nấu bằng nào lại đựng hết bằng đấy không? Đây là nội cháu. À, cũng đang gọi là hội nhau dọn cơm ấy. Còn hôm nay chủ yếu là chỗ nhà chú Tùa này dọn dẹp các thứ là chính rồi các bác ạ. Nói chung là cũng rất là vất vả. Rồi, anh em cứ ăn đi. Mua phải mà, đây là mua phải mà. Rồi anh em ăn đi. Hết chưa anh em? Về hết chưa bà con? Về hết chưa mọi người? Mọi người về hết chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấy về trên à? Ăn đây. Ở nhà nó xuống, nó đi sổ rồi. Đây trên này giờ mấy các cô mới được ăn cơm. Ăn cho em Lý ăn đi. Đang ăn à? Thì giờ. Đủ uống thịt thà đủ chứ hôm nay ấy. Hôm nay thoải mái rồi nhỉ. Mâm hai ba đĩa này cũng tốt rồi. Cũng lo đấy. Không như này chính ra cũng chỉ vừa thôi. Đây còn ở đây còn mấy đĩa. Rồi. Ăn đi. Dưới kia vẫn còn một mâm mà. Đây sau khi mọi người cũng đâu vào đấy hết rồi. Bây giờ thì cháu bé sẽ xuống đây ngồi ăn cơm cùng chung với lại gia đình chú Tủa. Hôm nay thực sự cháu bé cảm ơn rất là nhiều. Có các mạnh thường quân đã đồng hành cùng cháu bé cũng như là bà con ở thôn Chù Lủng này cũng đồng hành cùng cháu bé luôn. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ kênh để cháu bé có ngày hôm nay. Bây giờ thì cháu bé sẽ xuống và để cảm ơn các anh một chén rượu. Rồi lên trên kia cảm ơn các cô một chén. Xong thì cháu bé cũng kết thúc video thôi mọi người. Đây chú Hắc. Xem mâm nào hết thịt. Anh Tủa ơi, xem mâm nào hết thịt lấy bớt một xẻ cái này sang đi. Đây ông nội này cô bác. Ông nội cháu chú trông. Cháu trông thì ăn rồi còn là mỗi cháu chú đó. Cái chú hiện tại là còn đang trên kia thì chút nữa cháu bé cũng lên hỏi cháu xem là đã ăn cơm chưa. Ông cậu chú trông như đâu à? Thế bây giờ cháu bé cùng chỗ nhà anh Tủa cháu Tú này bây giờ mới ăn cơm. Cháu bé mời cô bác anh chị cùng ăn cơm với tụi cháu. Dịch ngồi đấy. Ghế kìa. Dạ. Ghế ngồi ghế đấy. Nên chúng tôi bí đó. Bí gạo luôn á. Trò lo hậu á. Trò luôn á. Trò lo. Ở dưới này ăn cơm thì gần tan rồi đấy cô bác ạ. Cháu bé cùng cháu Tú cũng vừa ăn cơm xong. Hiện nay thì chú Tủa lên bên trên này rồi. Thay mặt hai cháu thì chú Tủa cũng đi cảm ơn từng người một ấy. Đang ở trong nhà chỗ các cô này. Oh no!
Chú tuổi đang đi cảm ơn các cô bác. Ở đây cũng gần tan rồi. Bây giờ thì lên nhà chú tuổi xem là các cô ăn cơm xong chưa. Hả? Sao? Làm sao? Hả? Nói chuyện với cháu bé nhưng mà cháu không nghe được cái gì luôn. Lúc nãy ăn cơm ở dưới kia thì cũng có các anh các chú sang mời mấy chén cho bé tâm này là cũng thấy hơi ngượng ngượng rồi đấy các bác ạ. Thế thôi bây giờ anh về nhá. Ờ, cả nhà ăn cơm ấy nói chuyện sau nhá. Thì chú mấy anh em này đi cảm ơn hết rồi, bây giờ chú tuổi còn mỗi các cô trên này là chưa cảm ơn thôi. Tôi về nhá. Anh không về thôi đấy. À em về luôn à. Thôi thì video của cháu bé đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo mọi người nhé.